Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình phỏng vấn thương mại. Kính thưa quý vị, hôm nay một thân chủ quảng cáo của chúng tôi, công ty Stem Cell tế bào gốc mà đại diện là chị Rachel Nguyễn, khá quen thuộc trên làn sóng với nhiều talk show giới thiệu sản phẩm. Chúng tôi mới hỏi chị Rachel rằng là gọi là sản phẩm gì, dinh dưỡng hay là dược thảo, tất cả đều là câu trả lời sai đối với chị Rachel. Chị nói là chỉ có tế bào gốc mới là có cái ý nghĩa đúng của nó mà thôi. Thì hôm nay trong phòng thâu của chúng tôi có chị Rachel Nguyễn rồi. Trước hết xin chào chị ạ. Dạ, rất vui, rất là vui mừng mà đến trở lại Houston gặp Hương Nguyên một lần nữa. Dạ, Hương Nguyên khỏe không ạ? Dạ vâng, khỏe và đang chào đón và tiếp tục để nghe chị Rachel để giới thiệu phân tích thêm về sản phẩm tế bào gốc. Thì thưa chị, thì trước khi mà chúng tôi hỏi chuyện và đặt câu hỏi cho đại diện công ty Stem Cell tế bào gốc, thì chúng tôi được biết rằng là công ty sẽ có một buổi tạm gọi là hội thảo cũng như là giới thiệu về những cái đặc điểm đặc biệt và tác dụng của thuốc tế bào gốc như thế nào. Chúng tôi nói chữ thuốc trong ngoặc kép. Thì bây giờ đó thì chúng tôi đề nghị chị chia sẻ là thời điểm thế nào và có chương trình gì trong ngày hôm đó. Dạ, Rachel rất là vui mừng mà khi gặp lại quý vị trên một màn ảnh của đài BYN một lần nữa. Và sau khi những nhiều lần đã xuất hiện trên đài này thì các cô chú ở Houston rất là chào đón công ty Stem Cell, chính riêng của cá nhân Rachel cũng vậy. Và vì đó là trong một cái nguyên nhân là công ty đã quyết định làm một cái buổi hội thảo ở Houston vào trong cái ngày nhà Việt phải không ạ? Dạ đúng rồi, nhà Việt, dạ, dạ tháng 11 ngày 9 Tây và 10 Tây ở nơi đó. Hai ngày. Dạ vâng. Ngày 10, thứ 6 và ngày thứ 7. Thứ 6 và thứ 7, cái giờ nào ạ thưa chị? Ngày thứ 6 thì là có từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, và ngày thứ 7 là từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều. 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, đúng rồi. Dạ vâng. Yeah. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi nhắc lại cái địa điểm mà quý vị đến đó, buổi hội thảo của công ty Stem Cell về sản phẩm tế bào gốc diễn ra tại trung tâm nhà Việt, rất dễ và rất quen thuộc. Quý vị biết trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên đường Bel Air. Thì giờ là từ 2 ngày, thứ 6 và thứ 7, lúc từ 9 giờ tới 5 giờ chiều trong khoảng thời gian đó, và ngày thứ 7 đó thì 9 giờ tới 3 giờ chiều. Quý vị đến để mà nghe những người chuyên viên, những cái người mà hiểu biết nhiều và có đủ kiến thức và đủ hiểu biết về sản phẩm này chia sẻ quý vị, và quý vị có thể đặt những câu hỏi trực tiếp về sản phẩm cũng như về bất cứ cái gì mà quý vị thắc mắc, phải không ạ? Dạ, trong cái buổi hội thảo được diễn ra, quý vị sẽ thấy những cái PowerPoint, những cái slides phân tích rất rõ ràng nguồn gốc của công ty, và phân tích rất rõ ràng tế bào gốc, tại sao tế bào gốc đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể mỗi người của chúng ta. Và qua những cái đoạn video, quý vị có thể nhìn thấy và quý vị sẽ khám phá ra cái tế bào gốc rất là quan trọng, và tế bào gốc khỏe mạnh nó quan trọng như một cách như thế nào. Thì khi quý vị đến đó, quý vị sẽ có những người thuyết trình viên, những người mà họ đầy những cái hiểu biết về một viên thuốc stem cell này, chia sẻ với quý vị một cách rõ nét hơn, một cách detail hơn nữa. Thì trong cái buổi hội thảo đó, Rachel cũng có những cái món ăn nho nhỏ dành riêng cho quý vị, nhất là vừa miệng cho các quý khách ở Houston. Dạ, và vâng. Hơn nữa là Rachel cũng có những món quà tặng khi quý vị đến một cái buổi hội thảo. Dĩ nhiên có một lọ viên thuốc stem cell xuất hiện ở đó với cái giá rất rất là đặc biệt. Dạ, dạ. Vâng. Nhưng mà hỏi cái này hơi hơi cụ thể, bây giờ buổi đồng hương đi thứ 6 rồi thứ 7 đi nữa thì cũng có quà nữa phải không ạ? Ôi dạ. Có nghĩa là quý vị đi 2 ngày á là có quà 2 ngày luôn, và có được thức ăn nhẹ nữa phải không ạ? Thức ăn nhẹ thì dạ, vâng. Khi quý vị đến thì quý vị sẽ thấy những các cô chú, các anh chị đã dùng tại ở Houston đã có dùng viên thuốc stem cell tế bào gốc qua, và quý vị cô chú đó sẽ chia sẻ thẳng với quý vị. Hình thử khỏi Rachel khỏi phải chia sẻ qua màn ảnh. Dạ, vâng. Lúc đó quý vị đến, quý vị đích thân quý vị có thể thăm dò hỏi các cả những các cô chú đó
thì các cô chú đó là những như, nhân chứng rất là sống động mà có thể chia sẻ với mình qua mà trong cái thời gian dùng một viên thuốc stem cell. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa buổi hội thảo của công ty stem cell tế bào gốc diễn ra tại trung tâm nhà Việt trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Nếu quý vị nào bận thứ 6 có thể đi thứ 7, hoặc quý vị nào bận thứ 7 có thể đi thứ 6. Thì giờ như sau: thứ 6 từ lúc 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và thứ 7 đó từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều tại trung tâm nhà Việt trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Quý vị thấy trên đường Bel Air rất dễ tìm. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, tiếp tục để chị Rachel là đại diện công ty Stem Cell giới thiệu thêm một lần nữa để mà kêu gọi quý vị dùng thử. Quý vị nào mà dùng rồi thì chắc có lẽ là không kêu gọi nữa, phải không ạ? Sẽ quay trở lại rồi. Mà quý vị nào mà đã dùng rồi giới thiệu. Và quý vị nào mà chưa dùng thì thử xem. Trong những cái lời giới thiệu của công ty này thì Nguyên rất cũng thấy thú vị và cũng rất là tò mò. Thì thưa chị, thì tế bào gốc á là gì một lần nữa, và tại sao công ty Stem Cell lại dùng tế bào gốc này để mà bỏ trong viên thuốc này để cho đồng hương chúng ta uống, và có hiệu quả gì? Dạ, cái tế bào gốc thì quý vị biết, thì trong những talk show vừa bao nhiêu ngày qua thì Rachel có chia sẻ cái tế bào gốc là như thế nào. Rachel nghĩ ra được một cái phương cách ha, là làm sao mình có thể chia sẻ cái tế bào gốc một cách rất là đơn giản hơn để cho mọi người hấp thụ một cách nó dễ hiểu hơn đó. Thì thí dụ tất cả những cái nguồn gốc của tạo hóa lập ga đều có xác suất của nguồn gốc hết. Thí dụ giống như là một cái thân cây, nó cũng có gốc thân cây ổi, thân cây táo, thân cây này, thân cây nọ. Và căn nhà, cái sơ khởi của xây cất một căn nhà, nó cũng phải có nền tảng của một căn nhà đó, là mình có thể gọi đó là một cái gốc, một cái căn nhà đó. Thì từ đó có sườn nhà, từ đó có mái nhà, rồi từ đó có cửa sổ, rồi có đèn, có điện, có tất cả những hệ thống trong một căn nhà đó. Thì từ đó mình bắt đầu mình vào, mình ở được, phải không? Thì cái nguồn gốc của tế bào nó xác suất rất là căn bản, cái nền tảng của một con người lập ra là tạo hóa ban cho mình là cái tế bào gốc. Thì cái tế bào gốc đó bắt đầu con người mình thành lập. Từ cái tế bào đó nó phát triển, cái con người của mình nó develop trở thành một con người mình trưởng thành. Thì qua cái thời gian cái tế bào của mình bị suy thoái, qua cái thời gian cái tế bào mình già nua, thì một căn nhà của mình cũng vậy, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm thì mình cũng phải thay đổi nóc nhà, mình phải tu bổ cái foundation của mình. Để sao cái foundation chắc chắn mình không thay đổi được, phải không? Cái foundation của mình có thể bị nứt, có thể bị này bị nọ, thì mình có thể mình tu bổ nó lại để cho nó có vững bền hơn. Thì cái tế bào gốc trong cơ thể con người mình cũng vậy, qua thời gian bị suy thoái thì mình cần tu bổ cái tế bào gốc đó. Chỉ có tế bào mới tu bổ, phục hồi và nuôi dưỡng lại cái tế bào cơ thể con người của mình. Những tất cả những vật liệu khác giống như cây cỏ thiên nhiên, những hóa chất học, mineral và những tất cả những vật liệu bên ngoài, nó không phải tạo thành nguồn gốc của tế bào gốc, thì không có cái chức năng đó, không có cái khả năng phục hồi lại cái tế bào cơ thể con người của mình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nghe và quý vị cũng đã nghe Rachel nói về tế bào gốc. Chữ tế bào gốc thì chúng tôi đã có một lần chia sẻ với quý vị là nghe quen lắm. Quen là bởi vì ở chỗ rằng là nhiều nhà khoa học đã dành cả trọn cuộc đời mình để nghiên cứu tế bào gốc. Và vừa đây thôi đó, thì chúng tôi có bản tin trên VN TV đó, quý vị thấy là giải Nobel Y khoa năm nay cũng đã trao cho một nhà nghiên cứu về tế bào gốc. Và cái nghiên cứu của ông có một ý nghĩa rất quan trọng để mà chữa trị bệnh, và không có ảnh hưởng tới vấn đề luân lý, đạo lý và tôn giáo như trước đây. Và đó là một cái điểm mới trong cái giải Nobel Y khoa của ông. Và trở lại với tế bào gốc đó, thì chúng tôi thấy thế này, trong cái viên thuốc này nghe chị Rachel nói đó, thì chúng tôi quả thực cũng lấy là muốn tìm hiểu thêm. Thế chị, là viên thuốc này tế bào gốc có nghĩa là viên thuốc của tế bào, thì tế bào từ đâu, từ
lần trước Hương Yên biết là từ con cừu non phải không ạ? Đúng rồi. Thì mời chị chia sẻ thêm chi tiết về vấn đề. Dạ. Một viên thuốc stem cell được kỹ thuật hóa, được bào chế, và một viên thuốc stem cell là lấy từ tế bào gốc, nguồn gốc của cừu non. Vì lý do tại sao cừu là một động vật có hệ thống miễn nhiễm rất là cao, cái chức năng đề kháng của bệnh tật rất là mạnh. Thì đó là một trong những lý do tại sao các nhà nghiên cứu ở Đức Quốc họ dùng cái tế bào gốc của cừu non. Thì khi họ dùng tế bào gốc của cừu non như vậy, họ lấy một cái phương cách họ pha chế, rồi họ lấy cái tế bào gốc của một con cừu khỏe mạnh đầy chức năng sinh lực và đầy những cái mãnh lực của một cái con cừu non. Thì từ đó họ breed, họ nuôi những cái tế bào gốc, rồi từ cái tế bào gốc đó họ làm ra một viên thuốc. Dạ, thì vâng. Từ cái viên thuốc đó nó có những cái bioactive ingredient, những cái tế bào mà nó làm ra được một viên thuốc vậy, nó giúp cho mình ngay lập tức phục hồi liền tức khắc khi một hai mình uống vào trong cơ thể của con người của mình. Thì đó là chỉ là một cái cách phân cách mà người Đức họ dùng, ví dụ có thể dịch ra bằng tiếng Anh là nói là freeze dry, mình có thể nói tiếng Việt là đông khô. Dạ, một cái phương cách họ dùng một cái kỹ thuật như vậy, họ đông khô lại một những cái tế bào gốc, thì từ đó pha chế ra một cái viên thuốc mà ngoài cái lớp của một viên thuốc là còn nó gọi là cái lớp mà vỏ bọc bên ngoài. Thì cái vỏ bọc bên ngoài nó bảo vệ cái ingredient ở bên trong. Mà hơn nữa, không phải vai trò đó, lớp bên ngoài nó chỉ là giúp bảo vệ một viên thuốc bên trong mà thôi. Nó giúp mình hấp thụ tức khắc một hay mình uống một viên thuốc như vậy trong cơ thể của con người của mình. Thì cái sự hấp thụ nó tức khắc nó liền hoạt động trong cơ thể con người của mình. Thì từ đó cái tế bào của mình sẽ phục hồi trở lại. Thì từ cái phục hồi của tế bào khỏe mạnh, mà tế bào mà lâu ngày không làm việc được nữa, lâu ngày bị ngủ quên, lâu lại quên lãng, nó thành thử từ đó cái tế bào đánh thức dậy, nó awakening những cái malfunction của cái cell trong cơ thể con người của mình. Thì từ đó cái tế bào của mình nó có sự hoạt động trở lại. Và từ cái sự hoạt động nó trở thể bắt đầu những cái mô trong cơ thể con người của mình, những cơ quan của cơ thể con người của mình bắt đầu nó linh động giống như hồi mình còn trẻ trở lại. Dạ, vâng. Thì từ đó cái bệnh tật của mình tự chữa lấy, là cái phục hồi của cái cơn đau nhức, thí dụ cơn bệnh phụ nữ mang kinh, thay thảo chắc nhân cho phụ nữ, các ông qua thời gian trên 50 thì cái sự sản xuất của tinh trùng các ông không còn nữa. Thì khi mà không cái sản xuất tinh trùng không còn nữa thì bệnh tật cũng đến, và một vấn đề của quý ông nữa. Thì đó là một trong cái vấn đề mà cái tế bào gốc rất là quan trọng trong cơ thể con người của chúng ta. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi nghe thấy chị Rachel nói rằng là khi mà uống vào đó, nó giúp quý vị cải thiện được rất nhiều, trong từ những cái chứng gọi là tim mạch, cho tới là máu, cho tới là đau nhức, cho tới mất ngủ, cho tới tiểu đêm, mà ngay cả vấn đề sinh lý của đàn ông hay là cái chuyện chăn gối của phụ nữ và đàn ông, thì coi như là báo bệnh rồi. Như vậy thì Hương Yên đặt ra câu hỏi rằng là tại sao chỉ một viên thuốc như thế này, con nhộng thế này thôi, chúng ta thường gọi là con viên thuốc con nhộng thế này, mà lại uống vô mà uống được, chữa được nhiều bệnh thế. Đồng Hương chúng ta nói là khó tin quá, thì chị giải thích sao ạ? Chắc chắn một viên viên thuốc này là không phải thần dược và cũng không phải là một cái miracle gì, nhưng một viên thuốc này là tế bào gốc và đi ngược lại cái nguyên thủy của con người của mình là tế bào gốc. Dạ. Hình thử tạo hóa ban cho mình cái tế bào gốc, hình thử nó không phải là miracle ở trong đây, nhưng mà đây là khoa học hóa, rất là bio, một cái scientist rất là theo con người được develop như vậy. Dạ, vâng. Nó không phải gì mà không phải là giống như một cái magic, một dạ, cái viên vâng. thuốc, nó không phải là như vậy, và nó cũng không phải là một cái gì mà chất làm giúp dinh dưỡng gì, nhưng mà nó đi đúng ngay cái nguyên thủy của con người của mình được cấu tạo là tế bào gốc. Dạ, vâng. Đơn giản là nó là tế bào gốc, thì nó đi ngược lại ngay là cái gốc nguyên thủy của nó. Hành thử cái gốc nguyên thủy của con người của mình là sao? Nguyên thủy của mình được lập ra là xuất hiện từ tế bào gốc, thì từ cái tế bào gốc phục hồi lại và mang lại những cho con cơn bệnh của mình sức khỏe vậy. Thì trong cái tế bào gốc của cơ thể của con người của mình
nó có những ngàn triệu những cái tế bào khác. Dạ, vâng. Từ đó những cái tế bào giống da, tế bào mắt, tế bào mũi, tế bào tai, tế bào vân vân trong cơ thể của con người của mình từ đầu tới chân đều là tế bào hết. Dạ, vâng. Và có những tế bào, thí dụ tế bào da, sẽ có những cái tế bào da chết đi và sẽ có những cái tế bào da khác sinh ra trở lại. Đó là trong một cái thí dụ những cái tế bào mà khi một cái cơ thể con người của mình rất là... khi con người mình được tạo lập ra như vậy thì mình không từ chối được. Dạ, vâng. Đây là cái nguyên thủy con người của mình. Dạ, nó vâng. Không phải là một cái magic gì, nó cũng không phải gì một cái huyền thoại, nó không phải là một cái gì hết, nó đây đi vào trong những cái nguồn gốc chính của căn bản của một con người. Dạ vâng, như vậy có nghĩa rằng là chúng ta phải tạm hiểu rằng là tại sao một viên thuốc uống vào mà có thể giúp quý vị nhiều những cái cơ quan như vậy, thì bởi vì cái tế bào gốc này nó là cái tế bào sinh ra và nó tái tạo và nó tái sinh và nó giúp đỡ nuôi dưỡng để nó tạo thành những cái tế bào chuyên biệt của những cái cơ quan, những bộ phận gan, thận, tủy, máu, ngay cả máu, hồng huyết cầu cũng là một tế bào. Cho nên thì cuối cùng lại cái tế bào gốc này nó nuôi dưỡng những tế bào đó, và cuối cùng nếu tế bào gốc này tốt, mạnh, đủ thì các tế bào kia nó cũng giúp để mà quý vị tránh được bệnh cũng như chữa trị bệnh. Cho nên tại sao có phải là cái tế bào gốc này nó giúp cho nhiều bệnh như thế, phải không ạ? Dạ. Căn bệnh của chúng ta xảy ra là tại vì nguyên thủy của tế bào gốc không được khỏe, thì bắt đầu những cái bệnh nó sẽ xảy ra, hết bệnh này tới bệnh kia, hết bệnh nọ tới bệnh nọ khác. Dạ, vâng. Đó thì đó là cái nguyên thủy nguồn gốc của căn bệnh nó sẽ dạ, xuất vâng. hiện. Thì khi một khai cái tế bào gốc như vậy, nó giúp cho phục hồi lại cái tế bào nguyên thủy của chúng ta, thì từ đó cái căn bệnh mà tự bỏ mình mà đi, chứ không phải là mình phải tìm thuốc và trị nó. Dạ vâng, cái này gọi là mẹ khỏe thì con khỏe. Yeah. Dạ vâng, tế bào gốc mà có khỏe thì các tế bào của cơ quan khác và toàn bộ tế bào trong cơ thể chúng ta thì khỏe. Nếu mà một cái cơ sở khoa học đi từ cái nguyên lý đó, quý vị thử xem stem cell, tế bào gốc giúp đỡ quý vị như thế nào trong việc mà bảo vệ sức khỏe, trong việc duy trì tuổi xuân, mà chúng tôi nghe câu nói slogan của công ty là quay ngược dòng thời gian và tìm lại tuổi xuân. Quý vị xem thử tuổi xuân quý vị tìm được, quý vị đi nhanh đi chậm, đi ngược dòng thời gian, đi nhanh đi chậm, quý vị thử uống để biết xem và tìm xem tuổi xuân của quý vị đi thấy được tuổi xuân quý vị cách đây mấy năm. Cái này thì chúng ta phải kiểm chứng, bởi vì chúng tôi thấy tìm lại tuổi xuân thì ước ao của nhiều người lắm. Nhưng mà phải nói là chị Rachel, Hương Yên công nhận là làm sao hai người cùng một tuổi mà tại sao là người này trông trẻ hơn, người kia trông già hơn, thì cũng là một lý do để chăm sóc sức khỏe, phải không ạ? Đúng rồi, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cái sự ăn uống, chăm sóc cái hoạt động của con người của mình hàng ngày, và chăm sóc cái điểm chính nữa là cái tế bào gốc. Dạ vâng, cuối cùng cũng lại là tế bào gốc, cái gì cũng phải có gốc gác mà ra, phải không ạ? Đúng. Và bây giờ thì chúng tôi thấy chị Rachel đã cung cấp cho chúng tôi một cái đoạn chia sẻ của một bác là Vivian Hà. Yeah. Bác cũng đã sử dụng cái loại thuốc tế bào gốc này của công ty Stem Cell, thì quý vị theo dõi. Yeah. Tại vì các cụ đi mua linh chi cũng là cả trăm đồng một chai. Dạ. Yeah, mà tôi uống linh chi tôi không thấy uống bằng cái này. Giờ là bác đã từng thử. Tôi linh chi thử rồi. Linh chi rồi, tôi đang uống linh chi nữa đó. Như vậy. Yeah. Nấm linh chi đó. Linh chi. Nhưng mà nó không có uống. Yeah. Nó vẫn làm mình khó chịu như thường. Okay. Uống cái này vô tôi ngủ được là tôi thấy mừng lắm. Yeah. Chứ uống thuốc bậy bạ. Cứ uống hoài, thuốc nhức đầu, thuốc nhức tay, nhức chân. Uống xong rồi mình không uống nữa, nó lại bị nữa. Mày nữa, đúng rồi. Đúng không? Yeah. Uống như cái này nè, yeah. là không có lo gì hết. Yeah. Khỏi phải Advil, khỏi phải Tylenol, khỏi phải Aspirin, thuốc đau nhức gì. Yeah. Tôi bỏ hết mấy cái đó. Yeah. Uống cái này xong rồi tôi không có bị nhức, bị nhói gì hết. Yeah. Đau cái thằng cổ nhá, đau hai vai nhá, đau cái khớp tay, khớp chân nhá. Giờ uống không bị gì hết. Không có cho tôi tiền đâu mà tôi dạ. hỏi là tôi nói là con thấy cái bệnh mà đau đó, đau khớp với lại đau xương, đau nhức đó là hết nhiều lắm hết nhiều con ngược nhất qua. Là cái bả vai với lại cái xương cổ dạ. với hai cái khuỷu tay này, mấy cái ngón tay này dạ. nó đau lắm dạ. ngón tay này nó cứng cặp vô nó không mở ra được dạ. nữa, biết không nè. Thật ra mình không có chia được mấy con bài của mình á, mình bóc không bài mình xếp bài ra tay dạ. mình nó đổ. Dạ đúng rồi. Nó như domino. Dạ đúng. Nó chán đi. Dạ. Bây giờ tự nhiên đi ngon lành. Ngon lành. Rồi, cảm ơn bác nhiều dạ. lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn đài. Tôi sẽ... Cảm ơn quý vị mà cảm ơn đài luôn. Tôi được lên TV.
Dạ vâng, vừa rồi là chia sẻ của bác Vivian Hà. Kính thưa quý vị, là phải nói là bác giọng bác rất là khỏe phải không ạ? Và một người là đã dùng thuốc stem cell. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng hết giờ rồi, thì bây giờ còn vài giây phút cuối là chúng tôi nhường lời cho chị Rachel, là người đại diện cho công ty stem cell, có đôi lời đúc kết. Rachel cũng thân ái kính chào quý vị ở Houston và chào đón quý vị đến buổi hội thảo của tháng 11, ngày 9 tây và ngày 10 tây, vào ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Và khi quý vị giúp cho quý vị cảm thấy là cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, tại sao bệnh tật đến một cách nhanh chóng, thì trong một cái buổi hội thảo này, quý vị đến quý vị tìm hiểu cái tế bào gốc đóng một cái vai trò nào quan trọng trong cơ thể mọi người của chúng ta, thì Rachel chào đón quý vị đến một buổi hội thảo và hãy cho cơ thể của quý vị một cơ hội mới làm bạn với một viên stem cell. Quý vị sẽ đi ngược lại thời gian và tìm lại tuổi xuân. Dạ vâng, cảm ơn chị Rachel đã tham gia chương trình. Và kính thưa quý vị, Hưng Yên phải nói rằng là khi mà chúng ta sống trong cái thời đại ngày nay đó, chúng ta phải nói rất là may mắn hơn thế hệ cha anh rất là nhiều, khi mà chúng ta sống dưới một cái thời gian, cái giai đoạn mà cái khoa học kỹ thuật nó phát triển cao độ, và đặc biệt là những vấn đề y khoa, và cái nhu cầu con người không còn ăn no mặc đẹp nữa, mà phải là sống khỏe, sống vui, sống lâu, và phải lựa chọn những cái sản phẩm và nâng cao cái đời sống để cho chúng ta thăng hoa trong đời sống. Thì chúng ta may mắn chúng ta sống trong giai đoạn đó. Và chúng tôi hy vọng rằng không chỉ có stem cell, tế bào gốc vừa mới mà được gọi là chị Rachel nói là giới thiệu và bật mí bí mật đó, thì chúng tôi trong tương lai chúng ta cũng sẽ có những cái thành quả khoa học kỹ thuật hơn nữa để chúng ta có thể phát triển đời sống chúng ta và chúng ta duy trì tuổi thọ, tuổi xuân dài hơn. Đó là mong muốn của tất cả mọi người phải không ạ? Và mọi thắc mắc quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty stem cell theo số điện thoại mà trên màn hình, thì mọi thắc mắc và giải đáp quý vị có thể được giải tỏa. Và quý vị nhớ là buổi hội thảo của công ty vào ngày 9 và ngày 10 tháng 11 tại Trung tâm Nhà Việt trên đường Bel La, khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, diễn ra trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7, 9 và 10 tháng 11, từ lúc 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều vào ngày thứ 6 và 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều vào ngày thứ 7. Hưng Yên xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.